Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 31 đến câu 37. Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên lên một tiếng và nói: Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Suy niệm. Tờ báo Daily Yomiuri nhận định: Giới trẻ ngày nay mở điện thoại từ 110 đến 150 lần một ngày, đôi khi không vì mục đích gì cả, và họ hoảng hốt khi mở ra mà không có tin nhắn hay cú điện thoại nào cho mình. Có như thế, chúng ta mới hiểu được tâm trạng người câm điếc trong tin mừng này. Anh buồn vì tai không nghe được, miệng anh không nói được rõ ràng. Đau khổ hơn, người chung quanh không hiểu anh, và anh cũng chẳng làm cho người khác hiểu anh được. Sự cô đơn bên trong đau đớn hơn sự cô độc bên ngoài, nhưng lòng thương xót của Chúa cứu độ anh. Chúa Giêsu kéo anh riêng ra và phán: Ephphatha, hãy mở ra. Quyền năng Chúa chữa lành cho anh vừa nghe được vừa nói được. Ngài chữa lành hai trong một, không có gì vui hơn lần đầu tiên được nghe và được nói. Chúa làm biến đổi cuộc đời anh. Về mặt thiêng liêng, không ít lần chúng ta tự nguyện trở nên người câm điếc. Lắm khi ta muốn điếc để không nghe lời Chúa, không muốn nghe Chúa đòi hỏi, nghe nhạc hàng giờ, xem trên YouTube, nhưng lại không dành được vài phút để nghe lời Chúa. Miệng nói chuyện phím bất tận, nhưng lại không nói được một vài lời Chúa cho người thời đại. Nghe lời Chúa hôm nay, tôi quyết tâm nói lời Chúa cho người thân trong gia đình, thực hành hàng ngày hai trong một, đọc lời Chúa và nói lời Chúa cho người khác mỗi ngày. Lạy Chúa, xin thương chữa lành khuyết tật của con, xin nói lời Ephphatha, khai mở tai miệng con ra, hầu con nghe và làm vang lời Chúa. Amen.